Don't stop the music, 왜 멈춰 있어 춤추듯 돌아가 Life is a party, so 딱히 말 안 해도 TikTok, TikTok Life is still going on, 그저 흘러가 Hey DJ, play that song, 다음 노래 It's like a music box, 걱정은 그만해 오늘은 즐겨봐, 잠시라도 Life is still going on, 암튼 흘러가 Trước mình đã xong hết tất cả những cái deadline ở trên trường rồi. Cho nên nay mình sẽ quyết định là đi chơi với bạn mình. Ok, bây giờ thì mình sẽ qua đón nó trước. Let's go. Bạn đang đi trên đường đến nơi Đèn Bắc đã mốt. Đèn Bắc đã mốt. Em cũng sao trước cái đường dịch bệnh này. Đang đi trên đường nhá. Là mọi người, bây giờ mình đang đi đến đang ở Landmark 81 nha. Đấy, giờ mình sẽ tới khu Trượt Băng. Trượt Băng đi đâu rồi? Giờ không biết đường luôn. Rồi, ok, đi nha. Đây là mì hoành thánh tôm tươi nước nhá. Còn đây là chúng mình sẽ có mì hoành thánh trà xíu khô. Đây là trà sữa. Đây là trà sữa của mình thì sẽ là trà sữa Hồng Kông. Còn bé này thì uống trà sữa yêu nương. Đây mình sẽ có chè quế Nha Đam, rất là đẹp luôn, xinh vãi. Đây là hoành thánh túi tiền, sủi cảo túi tiền nè. Đây thì mình sẽ có chè xoài dư chi căm lộ lạnh. Mình sẽ ăn kèm với những cái này. Live forecast xong nhưng mà cái chỗ này nó hơi bị phèn lắm mọi người đây này. Nó không coi... cho video ấy. Ừ, cho mọi người coi cái hình chụp ra trời nó mờ nhạt quá. Trên nó hình ảnh nó đẹp mà sao nó đi quay đây nó mờ nhạt. À, không sao. Đây coi như là kỷ niệm đi. Ok.
quá đẹp. Okay. Rất xinh. Ok, bye bye nha. Bây giờ đã hết chuyến đi rồi. Bye bye. Mình sẽ mua bánh ở đây nhé. Có croissant, có croissant. Để ăn croissant. Mua một tặng một. Mua gì đấy? Những cái đảo ngon hết trơn á. Trời. Chúng ta sẽ ăn croissant nên của mình là croissant bơ tỏi. Mình có Danish đào và croissant trà xanh. Nó sắp đi chơi rồi. Mình ở lại. Các chị đi xếp mèo nữa. Ngon. Thử không? Nhiều ấy. Nhưng mà nhìn chung cái hàng bánh này nó ngon ấy. Cái hàng nó không mua một lần một á. Ôi nó hay tuyến mãi quá. Ừ. I love that. Chúng ta sẽ ăn bún mọc. Đấy, bác tôi bác không hành, tôi không ăn được hành. Đấy, để bác có hành không? Đấy, ok, ăn nha.